Okay, this one is like a yamaka. It's a whole pineapple? Yeah, not a pineapple. I peel already. Yes. I peel. Get a little peel. Pineapple peels. I boil it for a whole night. So like that now, it's a bit hotter. But like, now it's put over here. Get the juice. See? And just squeeze out the tomato. It's hot now, so we'll squeeze out later. Squeeze out. Squeeze out juice. See? No juice. But squeeze out the juice because you boil it up. Sweetness. Sweetness from there we come out on the juice of it. Let us put the ginseng in. Ginseng, okay. Ginseng and orange. Okay. Or blue orange in. Okay. And put some gin or rum in there. So it become a Jamaica rum. Okay. For Christmas. Okay. Okay. See you. We squeeze some orange juice. Các bạn, xin chào các bạn. Hôm nay mình làm cái nước uống của cái người Jamaica các bạn. Các bạn dùng vỏ thơm á, các bạn rửa sạch. Xong rồi các bạn đem luộc lên cho một đêm. Luộc lên với lửa nhỏ thôi. Một đêm. Xong rồi các bạn chắc cái cam vô, rồi các bạn trộn chun vô. Đó. Rồi bây giờ là các bạn úp, nó bỏ vô. Đó. Sát nè, sát của thơm. Mình đây, giờ bỏ thêm vô khoảng hai trước. Các bạn có thể dùng trong mùa nắng, mùa mưa hay là cũng được hết, là uống rất là ngon, bổ dưỡng nữa, có đường, có mật ong. Next time, don't throw away your pineapple. Make juice like I did. Yeah, yeah. Pineapple steam, right? After yes. You peel it out. Yes. Yeah. That's good, right? Hai các bạn đó không, cho nên mình sử dụng hết á, trong cái vỏ của thơm á, có chất chống lão hóa, cái này là nó có thể giết được cái mầm cái sơ của ung thư đó các bạn, đó, cho nên các bạn đừng có bỏ vỏ thơm, đó. Thôi. Chúc các bạn vui vẻ một mùa Giáng sinh đầy hạnh phúc. Merry Christmas everybody. Merry Christmas. With this. Making that? Duck. Duck. Boiling the duck. Duck, yes. Oh, boiling duck. Duck. Oh, duck. Big huge. Look at that. Oh. Uh-huh. Và sẽ cắt hai cái miếng thịt ngực ớt của con vịt á để dành cho Giáng sinh, còn nguyên cả cái con vịt này bự chân dần luôn. Duck soup is done. Put in bamboo shoots and mushrooms. Fried it up with
oil and with the coconut oil too. Here's the duck. My husband doesn't like hard, so he likes soft. The duck falls off the bone. Very good. Okay. Yeah. Okay. Xin chào các bạn. Ha, hôm nay mình ăn vịt nấu măng nè các bạn. Mình làm theo kiểu Canada không phải của Việt Nam. Không có chính gốc của Việt Nam. Đó, cho nên đây là vịt, thịt vịt đây nè, nhưng mà mình ghét ăn phải có xương nọ, mình bà xã lấy xương ra hết cho mình. Đó chỉ là thịt thôi. Đó. Thì giá rồi húng quế rồi ớt rồi nước gừng, nước mắm gừng nữa. Đó thôi, chứ mình không có làm theo kiểu chính thống của Việt Nam. Nên đỡ chứ. Okay, yeah, good enough. Yeah, that's it. It's duck. Duck soup. Half Canadian, half Vietnamese. But this one, I think, is more măng. Đây là măng các bạn. Măng nè, thấy không? Măng rồi có cả bà xã bỏ vô thơm nữa. Thơm khóm gì đây nè. Rồi cà rốt. Rồi nấm. Nấm. Này măng ở đây nó không có măng khô các bạn. Mình nấu măng bằng măng trồng hộp á của Thái Lan á. Mình ở đây mình không có đi chợ Việt. Đi chợ đại hàng thôi, chợ đại hàng không có bán măng khô. Mình ăn vậy đó các bạn. Đạm bạc mà. Đó này là ớt với hành. Ớt với hành là xà hậu. Rồi ok. Quế. Coffee. Quế xà hậu nè. Đắp. I could put it on top. Yeah. Yeah. Sauce? Yeah. Dip. Dip the turkey in there. Turkey. Oh no, that's turkey. Bây giờ mà họ lấy thịt vịt để họ chấm nước mắm. Nên rồi dịch turkey số và lại dịch duck. So I got confused. Rồi duck, đây là wild duck à. Wild duck. Đây là... Này là... Họ ăn cái này đi, anh ăn cái bự okay. Cho. Đó. Anh ăn okay. Cái bự, họ ăn cái nhỏ đi. Đó, duck đi. Duck đi. Cái này quá bớt. Bây giờ mình mới bỏ thịt vịt lên. Gan rồi đó, hậu ăn gan. Cái cổ hậu đâu rồi? Cái cổ vịt chứ không phải cổ hậu. Gan. Sorry. Oh, sorry. Không. À, gan nè. À, gan nè. Hậu cục gan. Mà thêm nữa. Anh cục liver. Gan. À, liver. Yeah, give me a little bit of small one. Giờ cái này là mình thịt vịt nè, mình chấm. Chấm với nước gừng. Lắp lắp. Nước mắm gừng. Gừng ớt tỏi vậy đây. Bà xã làm đây không biết nè. Hả? Very good. Bone, how is good for me. Mình ghét ăn hot food. Well. Ngon quá. I'm selling noodles too. Trộn lên. Trộn lên. Chai rồi vịt sớm ăn. Mai là có nhật thực. Ý không phải có nguyệt thực đó các bạn. Và
mặt trời ăn mặt trăng gì đó theo Việt Nam mình nói, nhưng mà đôi lúc ra là cái hành tinh Gemini đó, Gemini sẽ đi xuyên qua mặt trăng với cái bóng tối của mặt của trái đất sẽ rọi lên mặt trăng. Thì mai mình bạn có nhớ đón coi. Nhưng mà bên Canada là gì, mùa đông mà nó mây mù lắm. Giờ mà trời vẫn còn ấm các bạn, 5 độ buổi tối rồi nè. Bây giờ là khoảng 7 giờ tối rồi. Không phải năm nay nó ấm nên 5 độ. More liver for you. Yes. Wow, this one have three liver, man. Three liver. Wow. My neck broke up. your neck broke up. Broke. Not your neck, duck's neck, right? Duck's neck broke. Oh, okay. No, I can't find it. Well, you can find it. You melted. Get melted yet? Cook too long, boy. Cook too long for me, boy. Too long for you, right? Good luck. Ra được cái Christmas gift quà Giáng sinh của anh sắp sửa tặng cho Hậu chưa? Hả? Not yet. Mà xí thôi do can find it this time. I will. Can find it see. Thôi do. Actually, I opened it. I don't know. No. Never find it. We'll see. Never find it. Bà xã chưa tìm ra được cái quà Giáng sinh mình tặng cho bà xã. Bà xã không biết để đâu á, tìm hoài mỗi ngày luôn. Save some for Christmas. No, but you always like to find out before. Yes. Ngày vừa. Christmas time, I know I'm getting something. Là mốn but mình not là Christmas biết. Time. I know I'm getting anything. Christmas time, I know I'm getting something. It's not Christmas. Before Christmas, how do I know I'm getting anything? It's a surprise. A surprise. What I told you already, but you don't know which one is it. Right. Bye. Này á, làm vừa bún. Nó nhỏ hơn bún mà nó to hơn miếng đó, là các bạn thấy ở đây nó là một bột gạo, cho nên quá lạ. Mấy Việt Nam ơi phải là nghe nói là Việt Nam sẽ làm iPad với iPad với cái đồ tai nghe gì đó là của sẽ đưa về làm cho Việt Nam, mà cái đó tin hành lang trong cái tuần báo của Nhật nó nói như vậy thôi, nhưng mà mình chưa chắc là nó đã làm hết trọn vẹn. Mà ở Việt Nam chỉ lắp ráp thôi chứ làm sao mấy chuyện Việt Nam được. Việt Nam đâu có cửa để mấy chuyện Việt Nam thì lắp ráp thôi, công nhân rẻ. Right. Công nhân rẻ với lắp ráp thôi chứ, như mình mua cái máy Olympus, máy chụp hình của mình cũng là cái là made in Việt Nam, chứ thật ra là lắp ráp tại Việt Nam thôi. Chứ đâu có phải là làm tại Việt Nam, mình vẫn chế tạo ra, còn người ta chế tạo đâu đó là
tôi đem về đó tôi lắp ráp ở Việt Nam nhân công rẻ lắp ráp rồi chứ mấy người Việt Nam vậy. Ngày xưa các bạn mai mai á mai mai ở Việt Nam thật ra làm của trời mấy USA mà thật ra làm ở China nó mai xin sợ even in a city something except for make in the United States but no make in China. See? The assembly in China, sell it, uh-huh. Đâu phải của Mỹ không? Nhưng mà để mấy chuyện mấy chuyện USA có sao này như cái hãng National hay là hãng Sanjo của Nhật đó là nọ đó. And they said conservatives and liberals in Canada they both gave our pharmaceutical ability to make drugs to other countries. So they said in the news. Both did. We have no ability to make pharmaceutical drugs. They gave them all to Chinese or Europe or Asia or USA. Even US too. US and first Belgium made from US. Not United States make it. Poser, like that. That's Belgium. Make the now they stand for the first dose of from Belgium. See? So we're slow. Keep all our drug ability to other countries. China gave us the one export, right? See? UK to the whole world. This one is good to make the world learn the lesson depend on China to do it. They do. Look how Chinese portrayed us. Soon Vietnam. I trust where they be betrayers. China's Communist Party, Vietnam Communist Party. Betrayers. Việt Nam không có cửa, không có cửa kêu make in Việt Nam. Assembling in Việt Nam, I think. Assembly, not made. They say made in Canada, China and that, but not made there, it's assembled there. Assembling. Not made there. Assembling better than make. So, như ở Việt Nam các bạn biết không? Ví dụ như Apple nó make, làm tại Việt Nam đây. Nhưng cái lợi nhuận của nó đã trả thuế cho Việt Nam nè, nó đã trả lương cho công nhân nè, những cái thành phẩm nó bán ra, phải không? Việt Nam không có được đồng nào đó. Cái lợi nhuận đưa về cho Mỹ chứ không phải là đã đưa về cho Mỹ rồi phải là đưa về cho Việt Nam nên, nên các bạn tự hào. I blame the companies. Tự hào không đúng. Việt Nam không có tạo ra được cái gì á. Có xe cơ hội VinFast không? Cũng đập những cái máy cũ của Đức, của hãng Volkswagen, Mercedes, BMW chứ hả? Mấy những máy cũ, máy đời cũ họ không có xài nữa. Các bạn nhớ ở đây đó, mỗi năm mỗi kiểu xe, mỗi kiểu máy nó ra
6 tháng là một đời mới rồi, đúng không? Thì ở Việt Nam như xe VinFast chẳng hạn cũng lấy từ của Đức ra thôi, mua cái bản quyền mà nó cũng nói cũ luôn. Còn mấy cái đồ phụ tùng cũng từ của Trung Quốc ra, của China ra. Cậu làm gì? Some bones. Rồi sao? Hết bô. Me too. Rồi. Come on. Right now, juice. I did. I did. And I put the juice in it. I did. I drank another juice. Well, look, that's sweet. That's why there's only juice left. Duck it. That's very good. Why duck very good? Very good. Meat. Love that very good. Yeah. Your neck. Your neck now. Cho nên các bạn đừng quá tự hào mặc cảm, thực ra mình hay có mặc cảm, không có làm ra được. Thì mình nên gửi những du học sinh đi học về kỹ thuật, thấy du học sinh toàn là mà học toàn là những cái gì đâu mà học về nấu ăn, làm báo, báo đời chứ làm báo gì, báo cô, báo đời. Hay là đi ra qua đây học rồi cái là kiểu giống như đi qua du học để kiếm chuyện để ở để đi làm thôi, chứ không có làm nhà hàng, làm dọn dẹp, làm cu ly cho đến đây, chứ đâu có phải làm được những cái hãng lớn đâu, không à, mình không có đủ đỡ du học sinh. Các bạn nên nhớ là Việt Nam hay nổ, Việt Nam á bị tự ái quá nhiều đi, mặc cảm. Như các bạn ở đây, người ta xây nhà lầu cao, cái 90 tầng là từ lâu rồi. Cái những cái tòa tháp ở bên đây là sao? Người ta xây cả 50 năm rồi. Việt Nam chưa có cái tòa tháp nào, mà trong đó có nhà hàng quay xung quanh hết đó. Không xây được cái tòa tháp ở Việt Nam cao, nhưng mà cũng không phải Việt Nam xây được hoàn toàn nữa, cũng có từ Pháp nó xây từ những cái tầng 30 trở lên không? Nào thì đâu phải là kêu Việt Nam, chưa chắc là Việt Nam đã thụ hưởng đây. Người bình thường, bình dân thôi, họ có thể lên những cái tòa tháp cao và thưởng thức những món ăn đó, thưởng thức cả một bữa. Quá tao về. Oh, wrong way. I'll be hungry. Yep. I did not. Trước hết là trước 75 á là Việt Nam ở Sài Gòn á, ở Việt Nam á họ đã làm ra được cái xe Lada theo máy cũ của Citroen, ok, máy của Citroen lúc đó cũng là hiện hành chứ không phải là cũ không, họ chỉ làm theo mẫu mã nhưng mà thật ra làm tại Việt Nam. Họ chế tạo đầy đủ hết, cả từ cái bánh xe cho tới con đinh ốc, cả cái đèn đuốc gì đó họ làm tại nó, họ mới nhập nó đó với được gọi là made in Việt Nam. Còn Việt Nam bây giờ đâu có làm gì được, có lắp ráp à. Làm lòng công cho còn những công ty nước ngoài, nhưng mà không đúng cái luật lao động của quốc tế, phải có công đoàn. Việt Nam phải có công đoàn quốc tế giống như bên đây nè, đó họ
hội bảo hiểm về cái đời sống của mình, giờ rất làm việc, giờ rất nghỉ ngơi. Đó, rồi rồi tất cả những người có công đoàn ở Việt Nam mình đâu có công đoàn, mong công đoàn, công đoàn gì mà do hội thương binh, thương phế binh gì, quân nhân thương phế binh gì mà lãnh đạo rồi họ đâu biết về công đoàn này, công việc thương phế binh làm sao biết, bị tử bị thương ở chiến trường này nọ khác, các bộ các ngành nó rồi mặt trận giải phóng nọ hôm xưa, mấy cái bộ xưa lật sờ lơ ra những mặt trận giải phóng miền Nam giải phóng từ lâu rồi, rồi bỏ mấy bộ đó. Mấy bộ đang hạ cho làm gì, thương với binh, thương lo về binh lính thôi, cũng không có chiến tranh nữa, làm sao mà thương với binh coi về công nhân được, công nhân đoàn á phải có lập ra cộng đoàn riêng của công nhân thôi, đó nhớ rồi bảo đảm được cái đời sống công nhân được, còn Việt Nam có được. Chúng ta Việt Nam nó luật đổi, không biết luật về công thương không có nè. Ngân hàng công thương không có, muốn đổi lúc nào đổi rồi. Khi nào mà nhà nước thiếu ngân sách cái là bắt đầu phải đổi luật lệ, không có. Ở đây bên đây không phải vậy, nó đã có luật rồi. Nào kinh tế, nào cứ y ạch, không có tiếng lên được. Để trận trí trên đó là thấp nữa. Không thể kịp nước ngoài. Các bạn hãy có độc lập được. China to build a border fence. What? Wow, what like, wrong like, one. Like American and Mexico? Yeah. What? Can you sneak in? No, but... Who built the United? Then they build it. Sneak in there. Why? Sneak in? Oh, sneak in. Sneak out there. China will sneak in. China will sneak out there. China will sneak out there. Why? Build fan and the food, the electric fan too. Copy of the Mexico and the States. Mm-hmm. Totally, China's copy of the world. Copy everything there is. Mm-hmm. Copy of America
Mexico. Mm-hmm. Oh my God. Well, before Việt Nam, ông về rất là sông liền sông, núi lộng liền núi. Oh. À, là ca đá. Còn đây nói tất được sông liền sông, núi liền núi, nhưng mà đâu có ai mà thèm đánh với nhau rồi ca đá. Nó tới khu khe bỏ lời chứ. Nguyễn Khánh. Ừ. Việt Nam rồi đó là mê cơm sông bên tôi. Cả đà. We don't like it. Uh-huh. We don't like it. We still hail them. No, nobody can come into the home. Can if American, so and so, January, Dubai. Mm-hmm. People want to come to Canada. Can't commit on that. January 31st. Christmas. Mm-hmm. Stricter now. Not Americans coming in here. Giving us COVID-19. Chinese comes party by. War. No, I was American. I mean, what with Chinese? Mm-hmm. About time Chinese take my package. Mm-hmm. So smart. Two Michael's in jail never. 771 days now. Never. Okay, bye-bye. Bye. Bye. Stay him. Yes. So Merry Christmas to everybody. A happy holiday. Have you seen me before Christmas, so.